Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vừa ký ban hành thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước sẽ sử dụng từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, hai mặt của thẻ căn cước in hoa văn màu xanh chuyển ở giữa màu vàng đến xanh. Cụ thể, nền mặt trước gồm bản đồ hành chính Việt Nam, chống đồng, các hoa văn họa tiết truyền thống trang trí. Nền mặt sau gồm các hoa văn được kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đan sen. Hình quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ảnh khuôn mặt của người được cấp thẻ căn cước đối với thẻ căn cước cho công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi trở lên được in màu trực tiếp trên thẻ căn cước. Mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 6 tuổi sẽ có các thông tin như biểu tượng chip điện tử, số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch. Mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi trở lên gồm các thông tin, biểu tượng chip điện tử, ảnh khuôn mặt của người được cấp thẻ căn cước, số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch. Mặt sau thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 6 tuổi và thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi trở lên sẽ có thông tin về nơi cư trú, nơi đăng ký khai sinh, chip điện tử, mã QR, ngày tháng năm cấp, ngày tháng năm hết hạn. Về chất liệu, thẻ căn cước được sản xuất bằng nhựa, ngoài tiếng Việt, ngôn ngữ khác trên thẻ căn cước là tiếng Anh. Việc mã hóa thông tin trong bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước được mã hóa theo chuẩn ISAO gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, số định danh cá nhân, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, giới tính, ngày tháng năm hết hạn, quê quán, thông tin sinh trắc học, về ảnh khuôn mặt. Đối với thông tin lưu trữ trong chip điện tử sẽ được mã hóa bằng thuật toán do cơ quan quản lý căn cước tạo lập, gồm tên gọi khác, nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, dân tộc, tôn giáo, nhóm máu, số chứng minh nhân dân 9 số, ngày tháng năm cấp, nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã được cấp, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, thông tin sinh trắc học về vân tay, mống mắt, thông tin nhận dạng. Các thông tin được mã hóa QR gồm số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, ngày tháng năm cấp thẻ căn cước. Số chứng minh nhân dân 9 số nếu có, số định danh cá nhân đã hủy nếu có, họ, chữ đệm và tên của cha mẹ đối với thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi. Thông tin được nêu trong Nghị định 69/2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, quy định về định danh và xác thực điện tử. Theo đó, căn cước điện tử được thể hiện dưới dạng một tính năng tiện ích trên tài khoản VNeID của công dân. Hình thức hiển thị của căn cước điện tử sẽ do Bộ trưởng Công an quy định. Căn cước điện tử được cấp cùng lúc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân Việt Nam. Người đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì Bộ Công an có trách nhiệm tạo lập và hiển thị căn cước điện tử cho họ trên VNeID từ ngày 1 tháng 7. Hiển thị trên VNeID hiện tại là thông tin về thẻ căn cước công dân. Từ ngày 1 tháng 7, phần hiển thị sẽ là căn cước điện tử có giá trị pháp lý như thẻ căn cước bản cứng. Căn cước điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh và xác thực điện tử. Thông tin lịch sử về việc sử dụng căn cước điện tử cũng được lưu trữ trên hệ thống trong thời hạn 5 năm kể từ thời điểm sử dụng. Người dân có thể yêu cầu khóa căn cước điện tử trực tiếp tại công an xã, phường hoặc cơ quan quản lý căn cước công dân cấp tỉnh, huyện. Người dân cũng có thể đề nghị khóa căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID theo mẫu TK03 có sẵn. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm khóa căn cước điện tử ngay. Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ra soát, kiểm tra và mở khóa căn cước điện tử khi không còn căn cứ khóa. Ngoài ra, tài khoản Cổng Dịch vụ Công Quốc gia của cá nhân được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6. Từ ngày 1 tháng 7, người dân sẽ sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công của các bộ ngành như Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.